mang đôi giày lạ đối đầu Chris Fan và dàn sao All Star diễn ra như thế nào. Hello các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại sân bóng DN. Hôm nay thì mình sẽ đối đầu với lại đội bóng All Star ở một trận giao hữu giữa đội bóng mình hay sinh hoạt là Don Đã sẽ đá giao hữu với lại đội All Star. Đội bóng đó thì có rất nhiều các ca sĩ, diễn viên, KOL nổi tiếng. Theo như mình được biết như là Ngô Kiến Huy nè, Chris Fan, Phạm Bông Nguyễn hay rất là nhiều các người nổi tiếng trong cái giới showbiz khác. Thì tại hôm nay là mình cũng sẽ đi test một cái đôi giày mới. Đây là một cái sản phẩm mà mình cũng lắng nghe cái nguyện vọng của các bạn khách hàng là nâng cấp lên, có thêm bộ đệm, rồi có thêm nhiều công nghệ hơn nữa, mang cái nhãn hiệu riêng bên mình. Thì cái đôi giày này như thế nào á, thì thời gian sắp tới khi mà mình chính thức lên kệ ra mắt thì mình sẽ tiết lộ với các bạn nha. Còn video này mình xin phép làm mờ nha. Các bạn hãy cùng xem là cái màn trình diễn của mình với lại cái đôi giày mình đang test nó sẽ như thế nào nha. All Star là một đội bóng, theo như mình quan sát, được tổ chức rất là bài bản, trang phục chỉnh tề và khởi động cùng nhau hết sức nghiêm túc. Trận đấu này mình được bố trí đá tiền vệ hộ công. Vào trận mình cũng cố gắng thực hiện những cú sút, nhưng bàn mở tỷ số đầu tiên thì lại được ghi bởi đội bạn. Rất may là sau bàn thua này, đội bóng của mình đã nhanh chóng gỡ hòa. Tình huống này mình chạy chỗ và sau đó sửa bóng vào góc gần. Sau mỗi bàn thắng, đội bóng của mình cũng phải hết sức cảnh giác. Các bạn hãy cùng xem khả năng sút xa của Chris Fan nha. Sau tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn, đội bóng của mình đã phản công và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Và điều trùng hợp lặp lại, thủ môn cứu thua xuất sắc và đội bóng của mình lại có bàn nâng tỷ số. Cú đúp của mình cùng đôi giày lạ, nhưng ngay sau đó Chris Fan đã có bàn rút ngắn tỷ số. Một chút xíu nữa là Chris Fan đã có thêm một bàn thắng nữa rồi. Và ngay sau đó thì mình đã hoàn thành cú hat-trick. Chris cùng với đồng đội nỗ lực nhưng không thành công và cái kết là một cú poker cùng với đôi giày lạ. Nhưng trận đấu này thật sự mình rất bất ngờ về khả năng chơi bóng của Chris Fan. Và dù gì cũng chỉ là một trận đấu giao hữu vui vẻ nên kết quả trận đấu cũng không quá quan trọng. Cả hai đội cùng bắt tay vui vẻ và hẹn dịp gặp lại ở trận đấu tiếp theo. Như vậy là mình đã có một trận đấu hình như là ghi 4 bàn và 1 hay 2 kiến tạo gì đó cùng với lại cái đôi giày mới này. Và hy vọng rằng thời gian tới là sẽ có những cái sản phẩm thật là tốt cho các bạn nha. Nhớ đón xem sản phẩm này là sản phẩm nào nha. Bạc tiêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.